Vâng, xin chào anh chị nha. Hôm nay là mùng 1 đầu tháng. Chúc tất cả anh chị quý khách hàng một tháng mới thật là nhiều niềm vui, thành công trong công việc và cuộc sống nha. Và cái quan trọng nhất là phải giữ gìn sức khỏe nha. Cái mùa dịch bệnh này rất là nguy hiểm. Đợt dịch này em thấy rất là nguy hiểm, không biết khi nào mà dập được. Thì bên em cũng về một số mẫu xe đầu tháng quay review sơ cho anh chị. Đó, cái con xe Vinmax Tay Lệ 8 3.0 này em bán rồi, em bán hơn 200 một xíu thôi cho ông anh cũng rất là nhiệt tình. Thì mùa đây chẳng qua là xe em có được nhiều mối nên em mua được hợp lý, chứ còn thực tế là mùa đây tất cả khách hàng, người mua lẫn người bán đều, người bán thì nhiều mà người mua rất ít, nên là em chỉ lựa những xe đẹp. Đây con BT50 ngày hôm qua khách tới bán em đã bán luôn rồi, em chốt bán cho anh ở Kiên Giang, anh đã cọc 300 triệu rồi, rất là ok. Rồi cảm ơn anh trai nha. Đây. Đây là xe còn lại tại cửa hàng nha. Thì anh chị nào mua thì em giảm sâu luôn, giảm sâu cho anh chị luôn. Chụp hình xe được rồi à, Thiệu, anh ngại chụp hình xe thôi. Chưa thay anh, để nó mang xuống. Đây này em cho xuống này, anh lên kêu nó trả lại cái đèn dim cái của thằng Quang á. Chỗ nào vậy? Chỗ Quang làm đèn á. Quang nào cũng quen ta. Đây là cái lăng độ của em nha, độ đi xe tăng luôn, chuyên để đi phượt, đi địa hình xấu thôi. Còn một chiếc máy dầu để đi chơi, để khoe cho anh chị cho vui thôi. Còn cái Sultana, có Sultana kia ông anh ông gửi bán, giá cũng hợp lý nha. Bên em không có thu xe này nên là anh bán giá hợp lý 400 nha anh chị, 210. Anh chị nào quan tâm thì cứ alo em quay trực tiếp cho anh chị. Còn đây xe cửa hàng em thì con này con City đang giảm sâu nha, 214 nha. Xe cũng tương đối nha, không có đẹp xuất sắc nhưng mà nó cũng tương đối, mà vừa tiền không lỗi, giá cũng hợp lý anh chị, hơn 300 một xíu thôi và có được cái City 214 rồi. Giá rất yêu thương mùa Covid nha, đầu tháng nha. Đầu tháng anh chị nào mua xe nào thì em giảm sâu cho anh chị. Còn này là 245, đời 2012, xe cũng đẹp lắm, Cru nha anh chị, phân khúc C rộng rãi. Bên em còn cũng còn nhiều xe đang về, cũng đang lên nữa. Đây là Accent nha anh chị. Accent đây là 212, cũng đẹp. Giá giờ em giảm còn 335 nha anh chị. Đó, số tự động, Accent nhập khẩu nguyên chiếc. Kia là Accent màu trắng, một chủ rất đẹp nha. Cái xe mà đẹp, tầm tiền 325 triệu. Có được cái xe đẹp mà số tự động như vậy thì cũng lựa chọn quá hợp lý luôn. Mấy bữa là thời điểm này là bay mất rồi, mất xe rồi. Nay thì chậm ít khách nên là còn tồn lại. Thì anh chị cứ yên tâm nha, anh chị nào cần xe gì thì cứ ở em, bán cho anh chị giá yêu thương luôn, giảm 20-30 triệu bình thường. Dưới đây chiếc Cru 215. Cru 215 đây em bán là 335 nha anh chị. Form mới, mẫu mới rồi. Đi mắt là bay nhanh rồi nha anh chị. Dòng bán tải giờ nhiều khách chuột. Xe Lento đây giá cũng hợp lý. Xe Lento đây 218, số tự động, ghế da hai màu nha anh chị, giá cũng hợp lý lắm, 535. Đây là xe X5, đây 2.5 nha anh chị, 2017. Thì em chuẩn bị về cả 2.0, 2016 biển Gia Lai cũng đẹp lắm. Đấy Defender, Defender số sàn, Defender đây số sàn nha anh chị, 485, cũng một cái lựa chọn phù hợp trong cái dòng, trong cái tầm tiền mà hơn 400 một chút, là cái Defender nhập khẩu số tự động, hai dàn lạnh và đủ đồ chơi như vậy, đó, full body kit cản kiết là một lựa chọn hoàn hảo nha. Anh chị mua xe mới hiện giờ là cũng phải gần 600, hơn 600 mà phải vô thêm đồ chơi. Còn anh chị mua cái xe này của em toàn thì sử dụng là cũng đã ok rồi và cũng được hỗ trợ rất là nhiều nha. Bên em có bảo hành bảo đồ cho anh chị, bảo hành cho anh chị 6 tháng để sử dụng,
tránh cái trường hợp mua xe cũ có rủi ro nha, nên là mua toàn chung là không có rủi ro về mọi mặt. Đó, xe đó thì anh chị cần thiết thì em hỗ trợ ngân hàng cho anh chị được, hỗ trợ anh chị đưa trăm mấy là anh chị lấy xe rồi. Đây Innova nha, 2018, giá cũng 560 mấy triệu, có cân bằng điện tử cũng đẹp. Anh chị nào mua thì em giảm sâu cái xe này luôn nha, xe này để cũng lâu rồi, không mất duyên hay sao cũng giảm luôn. Đây 20 Ati nha, cũng mất duyên. Anh chị nào cần thì liên hệ em giảm cho anh chị. Quan trọng anh chị cứ ra giá đi rồi em bán, nếu còn mà chất lượng thì em bao, mà giá thì là tùy tâm anh chị, cho em lỗ bao nhiêu thôi. Đây xe số sàn nha, đây số sàn 2016, 360 mấy triệu, giá hợp lý, hợp lý trong thời điểm này. Xe cũng đẹp nha, một chủ mua từ mới, xe bên em thì xe đẹp không à, chứ không mua xe xấu dập nát, dập nát mà xấu rồi bên em không có làm. Giá cực kỳ yêu thương cho anh chị, là mong tất cả anh chị quý khách hàng nào cần nhu cầu xe gì thì ủng hộ em. City nè, City đây 2018, City top. Đây Kona, Kona 2019, 575, giá cũng hợp lý, chạy có 1 vạn mấy, 1 vạn mốt. Bữa giờ em về cũng nhiều nên, nhưng mà em lưu vu khách hàng em lại không quay. Xe còn đó, cái này mới tin nè, có 400 mấy, mua lựa chọn xe này hợp lý nè, 495 nè, City top luôn nha anh chị, giá rất là hợp lý yêu thương. Thì cũng mong tất cả anh chị quý khách hàng nào cần xe gì dòng gì cứ điện thoại em theo số điện thoại 0985555347, hoặc là Facebook ô tô cũ Toàn Trung Gia Lai, là YouTube Toàn Trung Gia Lai, là em sẽ tư vấn cho anh chị. Rồi, rất là cảm ơn anh chị đã xem video. Hẹn gặp lại anh chị tại cửa hàng.